Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 1 và bài số 2 ở trong cái chương 9 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy chắc sẽ quay cho em trong một clip thôi, đó chính là phần bài tập cuối chương 9. Nó gồm có hai phần là phần trắc nghiệm và phần tự luận, là chắc thầy sẽ quay luôn cho các em luôn nha. Từ những cái dạng này thì nó cũng khá là dễ, không có khó. Chọn phương án đúng nè. Câu số 1. Một hộp chứa 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số. Ở đây nhớ là trong cái hộp này thì nó sẽ đánh số là từ 4 tới 13 nha. Hà lấy ra ngẫu nhiên một tấm thẻ trừ hộp xác suất được chọn ra ghi số nguyên tố nè. Như vậy cái số nguyên tố của chúng ta đây là thầy sẽ liệt kê nè. 4 không được. Số 4 là hộp số rồi, tại vì trong chương trình toán học lớp 6 chúng ta được học về số nguyên tố và hộp số rồi. Số nguyên tố là số chỉ có hai ước thôi, đó chính là 1 và chính nó. Phải nào? Và cái số này phải lớn hơn số 1, nghĩa là bắt đầu số nguyên tố nhỏ nhất. Đó chính là số mấy? Số 2 đúng không? Số 2, số 3 tới số 5. Đây số 5 tới số 7. Số 9 phải không? Số 9 không phải. Số 9 chúng ta sẽ có ba ước, đó chính là 1, 3 và 9 thì nó chính là hộp số rồi, nó không phải là số nguyên tố. Đó chính là số mấy nữa? Đó chính là số 11 và số cuối cùng là số 13. Như vậy ở đây chúng ta lấy ra mấy thẻ? 4 thẻ thuận lợi. Trong bao nhiêu thẻ? 10 thẻ. Em hiểu không? Nhưng mà cái xác suất của biến cố này nó sẽ bằng 4 phần 10. 4 phần 10 thì ở đây sẽ bằng là bao nhiêu? 0,4 nè. Đây, câu C. Hiểu chưa? Hiểu tại sao thầy chọn câu C chưa? Em. Rất là dễ hiểu luôn đúng không? Nhưng mà ở đây thầy cũng có làm chi tiết để cho các em thấy này, cho nó rõ ra. Ủa cái con gì vậy nhỉ? Thầy giảng hay đến mức mà cái con gì đây mà nó muốn học hay sao cái lượng qua lượng lại. Tự tin thầy ớn nè. Nói đùa đùa cho vui vậy thôi. Ôi trời ơi, cái giọng xong lắm. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài số 2 em. Bài số 2. Một hộp chứa các thẻ màu xanh và thẻ màu đỏ có kích thước khối lượng như nhau. Thọ lấy ngẫu nhiên một thẻ từ hộp, xem màu trả lại hộp, lặp lại thử nghiệm đó 50 lần. Nhớ này, 50 lần này, số lần khá là lớn đúng không? Thọ thấy có 14 lần. Lấy của cái con gì ta? Để từ từ. 14 lần là thẻ màu xanh. 50 lần này, các em hình dung 50 lần. Thì trong đó ở đây có màu xanh, đây là chúng ta sẽ lấy đây là 14 lần. 14 lần thì chứng tỏ ở cái màu đỏ còn lại. Cái màu đỏ thì chắc chắn chúng ta sẽ lấy là 50 lần này, người ta trừ đi cho 14 thì sẽ bằng bao nhiêu? Ở đây là sẽ là bằng 36 lần. Đúng không? Người ta yêu cầu các em tính là gì? Xác suất thực nghiệm của biến cố lấy được thẻ màu đỏ thì nó sẽ là bao nhiêu? Nó sẽ là 36 phần phần 50. Chúng ta tính ra thử nào, bằng bao nhiêu nha. Ta lấy 36 chia cho 50. 0,72 kia. 0,72. Đây, câu C tiếp. Đây 0,72 này. Hiểu tại sao chúng ta ra 0,72 chưa? Ok. Dễ làm nhanh, khó làm chậm, vậy thôi. Hiểu chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 3. Cái bài số 3 nha. Tỷ lệ học sinh bị cận thị ở một trường trung học cơ sở là 16%. Nghĩa là chúng ta có hình dung là cứ 100 em thì sẽ có 16 em bị cận. Gặp ngẫu nhiên một học sinh của trường, xác suất học sinh đó không bị cận là. Như vậy thì không bị cận chứ không phải bị cận. Nếu mà bị cận á, là 10. Nếu mà cận này là ở đây là bằng 16%, nghĩa là bằng là bao nhiêu em? Gặp ngẫu nhiên một học sinh của trường, xác suất học sinh nó không bị cộng thì cái thằng này sẽ là 0,16 đúng không? 0,16 thì chứng tỏ ở đây á không bị cộng thì chúng ta sẽ lấy là gì em? Hả? Em sẽ lấy là 1 trừ cho 0,16 em. Số 1 này đâu ra? Đó chính là 100%. Chúng ta hình dung là nếu bị cộng là 16% thì số học sinh không bị cộng thì chúng ta sẽ lấy 100%, chúng ta trừ đi cho 16% thì sẽ bằng là 84%. Như vậy 84% nghĩa là bằng 0,84 này.
Đây cũng câu C. Ôi dồi, sao ba câu C luôn rồi. Ờ à. Không phải 84 em. Ở đây thầy giả sử cho nó dễ hiểu nè. Đây giả sử trường đã có 100 học sinh nè, cho nó dễ hiểu nha. Trong đó sẽ có 16 học sinh sẽ là bị cộng và 84 học sinh không bị cộng. Thì khi đó cái xác suất của nó sẽ là 84 chia cho 100 thì bằng 0,84. Là một cách trình bày. Còn không thì game sẽ lấy 100% trừ ra như này cũng được. Như nào cũng nông điều nó ra điều 0,84 hết em. Ta sẽ đi sang là câu số 4 em nha. Câu số 4. Câu số 4 em. Vĩnh gieo 3 con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xác suất của biến cố tích số chấm xuất hiện trên 3 xúc xắc là bằng 28 là không? 28 thì ở đây chúng ta thấy này. Ở đây gieo 3 con xúc xắc nhé. 3 con xúc xắc mà mỗi con xúc xắc ấy là có mấy mặt, có 6 mặt. Như vậy tổng của nó này, cái tổng của nó 3 con xúc xắc đồng chất. Như vậy thì ở đây là chúng ta có 6 nhân 6 nhân 6 ở đây sẽ bằng là bao nhiêu? 66 36. À, 36 nhân cho 6 là 216 đúng không? Tổng này. Xác suất của biến cố tích là phép gì? Tích là phép nhân. Số chấm xuất hiện trên 3 con xúc xắc là bằng 28. Nhưng mà bây giờ chúng ta phân tích 28 ra bằng 3 cái số A nhân B nhân C ra để chúng ta ráp vô xem thử nó có những cái số nào mà nhân vô đây nha. 28 thì ở đây chúng ta thấy là có thể là bằng 4 nhân 7 nhân 1. Cũng có thể là bằng 2 nhân 2 nhân 7. Mà cái số 7 này thì không xuất hiện nè. Còn cách nào 28 thì coi bao nhiêu số ta? 28 chia 2 bằng 14, 14 tách ra thôi. Giống như chúng ta phân tích ra từ số nguyên tố em. Không được. Không có cách nào được, chỉ có hai cách này thôi. Mà trong đây nó không có cái mặt 7 này. Không có mặt 7 thì chắc chắn là cái tích này không thể nào xảy ra được. Cái này không thể xảy ra thì cái xác suất của nó, cái biến cố này thì không thể nào mà xảy ra. Mà cái xác suất của biến cố này không thể xảy ra thì nó sẽ bằng mấy? Bằng 0. Đây, bằng 0. Nha. Tìm hiểu chưa? Đây. Nó không xảy ra thì nó sẽ là bằng 0 em nhé. Đó, cái con gì nữa ta. Rồi ok. Nó không có mặt 7. Tại vì nó chỉ có mặt từ mặt 1 cho tới mặt số 6 thôi. Đây. Nó không có mặt 7 này. Mặt 6 này là lớn nhất rồi em này. Mặt 6 này lớn nhất rồi. Chúng ta sẽ đi sang ở cái câu số 5. Thúy gieo một con xúc xắc cân đối. Ở đây là 1000 lần hoài. Số lượng lần này khá là lớn này. Đó. Số lần xuất hiện mặt 6 chấm trong 1000 lần gieo đó có khả năng lớn nhất thuộc vào tập hợp nào dưới đây? 6 chấm. Cái xác suất mà kem nhớ là một lần gieo á, nếu mà theo xác suất lý thuyết khi mà gieo một con xúc xắc thì nó xảy ra cái mặt 6 chấm ở đây. Ở trong đây nó có 6 mặt. Mặt 6 chấm đây vẫn là tính là một mặt thôi, chứ không phải tính đây là số 6 là 6 chia 6 bằng 1 đâu. Nhưng mà cái mặt 6 chấm, mặt 6 chấm ở đây là xác suất ở đây là bằng 1 phần 6 nè. Cái xác suất của nó đấy nghe. Em hiểu nè. Đấy. Như vậy thì chúng ta gọi số lần xuất hiện mặt 6 chấm khi mà gieo xúc xắc là đó chính là N là. Là N. Thì bây giờ chúng ta gieo là bao nhiêu? Là 1000 lần thì nó sẽ là 1 N chia cho 1000. Và cái này chính là bằng chính cái thằng này nè. Xác suất. Xác suất lý thuyết. Đó. Bằng 1 phần 6. Đúng chưa? Như vậy từ đây chúng ta suy ra N này chúng ta sẽ gần bằng là 1 phần 6. Em lấy ngàn nhân lên đây. Như vậy thì ở đây nó ra được bao nhiêu? Nghĩa là bằng 1000 chia cho 6. 166,6 là gần bằng là 167 nha. 167. Không thể nào rơi tập hợp A được. Đây. Nó sẽ rơi tập hợp B này. Đó. Hiểu chưa? Nó rơi vào tập hợp B đó. 167.
hiểu chưa? Để thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài số 6 nha. Bài số 6. Chúng ta sẽ đi sang bài số 6 em. Ở đây người ta hỏi như đây. Một hộp chứa 6 tấm thẻ cùng loại được đánh số. Đây, các em lưu ý các số này. Lấy ngẫu nhiên ra một thẻ trường hợp tính xác suất các biến cố này. Số ghi trên thẻ là số chẵn. Số 2, số 8. Ta chỉ có số 2, số 8 thôi. Như vậy nó có hai kết quả thuận lợi. Trong đây nó có 6 tấm thẻ, tổng ra là 6. Đúng không? 13 với lại là đây là 21, chứng tỏ ở đây nó sẽ là 2 phần mấy, 2 phần 6 thì kết quả đây là 1 phần 3. Đúng chưa? Số ghi trên thẻ là số nguyên tố. Số nguyên tố đó chính là 2, 3, 5, 13. 2, 3, 5, 13. Thì trên đây nó sẽ có, nhưng mà cái xác suất của biến cố A này là bằng là 2 phần 6 này. Xác suất của biến cố B chúng ta đây là có 4 cái thẻ thuận lợi là 4 phần 6, nhưng mà kết quả này bằng 2 phần 3 này. Số ghi trên thẻ là số chính phương. Số chính phương là số một số tự nhiên mà bình phương lên được, nghĩa là A bình phương, ví dụ này, một bình phương này, một bình phương, rồi hai bình phương, ba bình phương, bốn bình phương, những cái số như vậy. Một bình phương là bằng một thì thầy nói một là số chính phương, hai bình phương bằng bốn thì thầy nói số bốn là số chính phương, ba bình phương là bằng chín là thầy nói số chín là số chính phương, ý là như vậy. Xem thử trong đây nó có cái anh nào số chính phương, những số này có khả năng viết được bình phương dưới dạng bình phương của một số tự nhiên không? Không được, nhưng mà cái này là bằng không này. Xác suất của biến cố C này là bằng không này. Hai không được, ba nữa không được. Ví dụ số lập phương thì có, ví dụ như số 8 này viết trở thành là 2 mũ 3 chứ không thể nào viết trở thành 2 mũ 2 được. Hiểu chưa? Em rõ chưa nào? Ok. Là xong bài số 6 nha. Xong bài số 6, rất là dễ ha. Đây nha. Chỗ này là số 2 nha, đây là số 3. Nó chỉ có thứ hai thì là số 2 và số 8 này thôi nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài số 7 em, bài số 7. Ok. Ta có bài số 7. Một túi đựng một viên bi xanh, một viên bi đỏ và một viên bi trắng và một viên bi vàng có cùng kích thước. Như vậy trong đây có mấy trong đây nó có mấy viên bi? Trong đây nó có 4 loại viên bi. Ví dụ đây là xanh này, thì ký hiệu chữ X này. Đây là đỏ này. Ở đây là trắng chữ T này. Và bi này là vàng này. Lấy ra ngẫu nhiên. À, hai viên ông ơi. Từ hồi giờ chúng ta học ở trong chương này là gần như lấy ra một viên thôi. Bây giờ chúng ta lấy ra ngẫu nhiên hai viên này. Từ túi hai viên nha. Lấy đây ra là hai viên. Hai viên. Cái này là chúng ta gần, nếu mà chương trình cấp 3 chúng ta phải sử dụng tổ hợp. Công thức tính tổ hợp là C chập bao nhiêu đó, thì lên chương trình phổ thông chúng ta sẽ được học nha. Tính xác suất của các biến cố này, trong hai viên bi lấy ra có một viên bi màu đỏ. Nghĩa là hai viên đây này, làm sao làm? Phải có một viên bi màu đỏ. Kiếm hiểu không? Như vậy bây giờ chúng ta tính ra tổng cái đã. Bi lấy ra hai viên trong tổng số 4 viên này. Thì nó có mấy cách lấy này. Bây giờ này, thầy lấy xanh với đỏ một cách này, xanh với trắng một cách này, xanh với vàng là một cách. Như vậy là nếu thầy lấy xanh này với kết hợp ba thằng này là có mấy cách? Là có ba cách rồi. Loại xanh này ra thì tới lượt là trắng với vàng, trắng với đỏ là hai cách nữa là năm cách. Sau đó vàng với đỏ. Như vậy tổng cộng, tổng chúng ta đây là có mấy cách? Tổng ta là có 6 cách. Chúng ta sẽ có 6 cách lấy hai viên bi ra từ 4 viên bi này là có 6 cách. Hiểu không? Xanh đỏ, xanh vàng, xanh trắng là ba cách, trắng đỏ, trắng vàng là hai cách nữa, rồi vàng với đỏ là một cách nữa, thành sáu cách. Rồi bây giờ nè, trong hai viên bi lấy ra có một viên bi màu đỏ. Có viên bi màu đỏ thì có thể ở đây là gì? Đỏ, đỏ xanh, rồi đỏ trắng, rồi cũng có thể là đỏ vàng. Ba cái anh xanh trắng vàng đây là có thể xảy ra là như nhau, còn trong đó chắc chắn là có bị đỏ. Nhưng mà trong đây có mấy cách? Có ba cách.
chứng tỏ cái xác suất biến cố A này sẽ bằng mấy? 3 phần mấy? 3 phần 6 thì ở đây sẽ bằng 1 phần 1/2. Vậy thôi. Hai viên bi lấy ra đều không có màu trắng. Nó không có màu trắng thì nó có khả năng xảy ra là gì? Như vậy bỏ cái anh trắng này ra. Bỏ anh trắng này ra thì nó có khả năng là gì nè? Không có màu trắng thì nó có khả năng ở phía dưới đây nè, thầy giảng ở phía dưới đây có thể là xanh, xanh đỏ, cũng có thể là xanh vàng, hoặc là cũng có thể là đỏ vàng. Nó đâu có trắng đâu. Nhưng mà trong đây nó có mấy kết quả? Cũng có 3 kết quả thuận lợi. Có 3 kết quả thuận lợi. Nhưng mà cái xác suất của cái biến cố B của 3 số 7 này thì nó sẽ bằng là 3 phần, 3 phần 6 cũng bằng là 1/2. Như vậy ở xác suất của câu A cũng bằng 1/2, mà xác suất của câu B này cũng sẽ bằng là 1/2. Đó. Hiểu chưa? Đầu tiên ta tính tổng số số cách lấy ra hai viên bi trong 4 viên bi là có 6 cách. Sau đó chúng ta dựa vào các biến cố mà người ta hỏi để chúng ta làm thôi. Hiểu chưa? Đây nha, em muốn chi tiết thì thầy cũng có chi tiết đây, em yên tâm đi. Học thầy cứ hết sức là yên tâm. Thầy giảng xong xuôi đâu đó hết là thầy sẽ mới đưa ra cái đáp án cho em. Chứ không phải đùng đùng mà đưa ra cái em sao các em hiểu được. Đúng không? Thậm chí là có hình vẽ nữa các em. Hình vẽ, mà hình vẽ của thầy muốn ói ỉa luôn mà. Chung là rất là xấu, nhưng mà xấu thì xấu, nhưng mà quan trọng là chúng ta hiểu là được. Đây, cách lấy hai viên bi trong 4 viên bi này là trong đây nó có 6 cách này. Bấm dừng video lại để chúng ta xem nha. Đó. Ok, cứ bấm dừng video lại để ghi chép nha. Thầy mà ghi mấy đây nó lâu lắm nha. Chữ thầy thì nó xấu nữa. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài số 8 nha, bài số 8. Tới sang bài số 8 em. Tỷ lệ vận động viên đạt huy chương trong một đại hội thể thao là 21%. Nghĩa là 0,21 đấy. Nghĩa là 21 phần 100 là bằng cứ 100 người thì chỉ có 21 một người đạt huy chương, nghĩa là bằng 0,21 này. Gặp ngẫu nhiên một vận động viên dự đại hội, tính xác suất biến cố vận động viên ấy đạt huy chương thì đó chính là bao nhiêu? Đó chính là 21%. Đấy, chính là phần xác suất này luôn hả? Ủa cái câu này sao dễ dữ hả? Thầy nghĩ câu này người ta phải yêu cầu là tính xác suất của biến cố vận động viên ấy không đạt huy chương. Như thầy tham gia không thể nào đạt huy chương được. Đúng không? Nếu mà không đạt huy chương là bằng bao nhiêu? Bằng 79 đúng không? Lấy 100 trừ cho 21 thì bằng 79 này. Đây là không đạt huy chương này. Nếu như mà giáo viên có yêu cầu hỏi ngược thì chúng ta biết cách trả lời là 79. Nếu mà tính xác suất là 79 phần 100 là không đạt huy chương nhé. Còn 21 phần 100 thì nó sẽ là đạt huy chương. Thầy thì nằm trong cái số là 79 này nè. Nếu mà tham gia thi đấu á. Nói vậy chơi thầy chơi cũng được lắm á nha. Đá banh là đá banh từ lúc tham gia vào kho các em. Tham gia học đại học á, đá cho kho rồi các em. Năm 1 luôn nha. Bóng chuyền bóng đá rất tốt nha, bia cũng ok lắm đấy. Đừng có đùa với thầy Quang nha, không có nhờn được đâu. Ok, rồi. Tiếp tục. Bài số 9. Ta đi sang bài số 9 các em. Thảo tung hai đồng xu giống nhau là 100 lần. Ở đây em thấy 100 lần này, ghi các bạn như sau. Hai đồng xu các em nha, hai đồng xu này. Hai đồng đều sấp. Một đồng sấp một đồng ngửa, hai đồng đều ngửa. Nghĩa là cùng một lúc tung lên hai đồng luôn. Tính xác suất thực nghiệm mà biến cố hai đồng xu đều xuất hiện mặt sấp. Hai đồng đều xuất hiện mặt sấp là đây các em ơi. Đây. Đó chính là 14 phần bao nhiêu? Đó chính là bằng 14 phần 100. Nên ta chia 2 là bằng 7 phần 5. 50, xong. Đâu có làm gì nữa đâu. Quá dễ luôn. Đúng không? Dễ chưa? Rồi, chúng ta đi sang bài số 10. Dễ làm nhanh thôi. Xuân bỏ một viên bi xanh và một bi đỏ ở kích thước và khối lượng giống nhau vào túi. Mỗi lần Xuân lấy ra ngẫu nhiên một viên bi, xem màu của nó rồi trả lại, lại lặp lại 100 lần. Khá là lớn đúng không? 100 lần. Xuân thấy ở đây là có 40 lần mình lấy ra được bi đỏ. Như vậy ở trong 100 lần này này, 100 lần này, thì nếu mà bi đỏ ở đây á, là Xuân thấy là đây có 40 lần, thì chứng tỏ ở đây là bi xanh. Bi xanh nó sẽ có bao nhiêu lần?
Bisan ở đây nó sẽ có 60 lần. Nghĩa là tại sao thầy biết 60 lần? Thầy lấy 100, nghĩa là 100 ở đây trừ cho 40 thì bằng 60 đấy. Ta cứ hiểu như thế. Biết rằng trong túi có 9 viên Bisan. Tổng ta là có, không phải tổng mà đây chỉ có 9 viên Bisan thôi. Hãy ước lượng xem trong túi có bao nhiêu viên bi đỏ. Có bao nhiêu viên bi đỏ. Như vậy thì ở đây á, chúng ta sẽ gọi số viên bi đỏ là N. Nha. Nếu chúng ta gọi số viên bi đỏ là N, thầy nói chỗ đây nha. Thì tổng số viên bi đỏ và xanh, tổng thì bằng đỏ cộng xanh đúng không? Đỏ cộng xanh. Đỏ ở đây chúng ta gọi nó là N. Thì đỏ chúng ta là N cộng cho xanh ta là bao nhiêu? Đây. Xanh ta đây là 9 viên này. Như vậy đây chính là 9 viên. Được chưa? Thì cái xác suất để xuất hiện ra viên bi đỏ, cái xác suất để xuất hiện viên bi đỏ nó sẽ là N chia cho bao nhiêu? N chia cho N cộng cộng 9. Xác suất xuất hiện bi đỏ này đó chính là N chia cộng N cộng 9. Mà trong khi đó ở đây á, chúng ta tính cái xác suất ở đây là gì? 40 chia cho 100. Thì cái này nó sẽ bằng là gì nha? Hả? 40 phần 100 này, xác suất của viên bi đỏ thì bằng 2/5 đúng không? Thì cái thằng này nó sẽ gần bằng là 2/5. Chúng ta giải cái này ra là chúng ta tính ra được N này. Hiểu chưa? Đó, vậy thôi. Ra tới đây thì quá dễ rồi. 2/5. 2/5 ở đâu ra? Đó chính là cái xác suất cái xác suất mà sau 100 lần tung á thì chúng ta sẽ lấy á thì chúng ta sẽ có 40 lần là được bi đỏ. Nên cái xác suất thực nghiệm của nó sẽ là 40 phần 100 này. Ở đây sẽ bằng 2/5. Như vậy thì khi mà số lần bi lấy bi ra nó đủ lớn thì chúng ta thấy là xác suất thực nghiệm thì nó sẽ bằng xác suất lý thuyết thì chúng ta sẽ cho là n trên cho n cộng 9 sẽ gần bằng là 2/5 thì chúng ta suy ra đây là n nó sẽ gần bằng 6 em nhé. Số viên bi đỏ là nó gần bằng khoảng là tầm là 6 viên bi đỏ. Được chưa? Vậy thôi. Hiểu chưa? Đây các em. Được chưa nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang ở câu cuối cùng các em nha. Cuối cùng thì cũng tới về đích bài số 11 cuối cùng nha. Cái bài này thì trong bài số 2 thầy đã giải rất là nhiều rồi. Ở đây yêu cầu như thế này. Một tấm bia hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau như hình 1, bạn Thủy quay mũi tên và quan sát xem khi dừng lại mũi tên chỉ vào ô số mấy thì ghi lại kết quả sau ở đây này. Giống như nè, 120 lần này, thí nghiệm bằng sau này. Nên là từ ô số 1 tới ô số 6 cộng mấy thằng này lại chắc chắn ở đây sẽ bằng là 120 này. Các em không tin thì các em cộng thử đây. Ở đây người ta yêu cầu các em là tính xác suất thực nghiệm của biến cố mũi tên chỉ vào ô có màu trắng. Màu trắng tương ứng ở đây là số mấy? Số 1 và số 4. Như vậy chúng ta sẽ lấy ô số 1 ở đây kết quả là 15. Ô số 4 số lần xuất hiện là 23. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy 15 cộng 23 thì đây là bằng 38 lần. Như vậy tổng cộng ở đây chúng ta quay là 120 lần. Như vậy xác suất của chúng ta ở đây sẽ là 38 phần 120. Ta rút gọn ở đây chia 2 là bằng 19 phần 60 đúng không? Xong ở câu A. Hiểu chưa? Theo em dự đoán xác suất mũi tên chỉ vào mỗi ô có bằng nhau hay không? Yeah. Theo em dự đoán thì dự đoán xác suất thực nghiệm mũi tên chỉ vào mũi ô có như nhau không? Không như nhau. Ở đây em thấy không? Như vậy đây là không như nhau nha. Không như nhau. Ở đây em thấy mỗi lần chỗ ô quay là khác nhau hoàn toàn này. Một người nhận định rằng xác suất mũi tên chỉ vào mỗi ô xanh, các ô màu xanh bằng xác suất mũi tên các ô màu trắng và bằng xác suất mũi tên chỉ ô màu đỏ. Theo em, kết quả thực nghiệm của bạn Thủy có phù hợp với nhận định đó hay không? Thì chứng tỏ ở đây chúng ta phải tính cái xác suất vào, hồi nãy chúng ta tính ở đây là ô màu trắng nè. Ở đây tại vì em thấy nó chia nó đâu có bằng nhau, nó hơi lệch đúng không em? Có bằng nhau không? Xem thế này, bây giờ tại vì ở đây nó ra kết quả này, chúng ta phải dựa vào kết quả này thôi. Chứ nếu mà dựa vào cái này là nhìn bằng mắt thường thì có vẻ như là bằng nhau đúng không? Màu trắng hồi nãy chúng ta bằng ở đây là 19 phần 60 đúng không? 19 phần 60.
Bây giờ người ta tới ô màu đỏ. Màu đỏ chúng ta đây là chính là số 6 và số 3. Số 6 và số 3 là đây. Số 3 này là 16. Số 6 là một, ở đây là bao nhiêu game? 25 đúng không? Như vậy thì chúng ta ở đây sẽ lấy số 3 cộng số 6 là 16 cộng 25 chia đây cho 120. Thì đây sẽ là 41 phần ở đây 120. Còn cái anh màu xanh. Màu xanh thì chúng ta sẽ lấy số 2 cộng số 5. Số 2 người ta là 9 cộng số 5 ta là 32. Đây 120. Thì đây cũng sẽ bằng 41 lần 120. Đúng không? Mà như vậy thì em thấy đây đỏ với xanh á. Đỏ với xanh là bằng nhau. Nhưng mà đối với trắng thì khác nhau. Chứng tỏ bang này là không thể bằng nhau được. Nghĩa là 19 phần 60 nó khác với lại 41 phần 120. Thì chứng tỏ cái này là không phù hợp. Không phù hợp à? Các hiểu chưa? Tại sao có những số liệu này chưa nào? Đó. Đây cái ô màu xanh, nếu mà tính ô màu trắng thì em lấy 1 cộng 4. Nếu mà tính ô màu đỏ thì lấy 6 cộng 3. Nếu mà tính ô màu xanh thì lấy 2 cộng 5. Đó, thì ra. Hiểu chưa? Rồi, ok. Ta nhìn vào câu A, câu B trước. Rồi, ok. Vậy thôi. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Chúc em học tốt. Bye bye em nha. Rồi. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh Thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Ngọ. Ok. Ok. Hoa lan đẹp em. Đấy, đẹp luôn.